Mến chào quý vị, ông bà, cô chú trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như. Và mình sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi nghe chuyện thì là thư giãn luôn nghe. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện này là Như được chị Châu gửi lại cho Như. Chính chị Châu là người đã trải qua toàn bộ cái câu chuyện này luôn. Hồi mấy năm trước chị Châu làm ở trong công ty. Và cái lúc chị bị phỏng là chị phỏng từ nguyên cái phần ngực nè, rồi đổ lên cái cần cổ. Và nó còn lan ra hai bên vai nữa. Chị phỏng khá là nặng. Chị Châu phải lên trên bệnh viện để mà nằm viện một thời gian. Do cái vết thương đó không điều trị kỹ thì sẽ dễ nhiễm trùng rồi thành ra lở loét dữ lắm. Chị lên trên bệnh viện là nằm trong một cái phòng này. Trong cái phòng này thì bao gồm có 4 giường cho bệnh nhân. Ba cái giường kia thì có người hết rồi. Có người là con nít, có người là đàn ông. Và những người bệnh nhân đó ai cũng có người đi nuôi bệnh hết trơn á. Có mình chị Châu là chị đi mỗi một mình thôi. Do chị Châu không có người thân ở trên này. Người thân chị ở quê xa xôi quá nên thôi chị không có kêu lên. Để mình diễn tả sơ cái phòng lại cho các bạn dễ tưởng tượng ha. 4 cái giường thì được sắp thẳng hàng, còn cái toilet là nó nằm ở tuốt ở trong góc á. Cái giường của chị Châu là gần với hướng chỗ toilet này nhất, mà ở trong phòng là chỉ có một cái toilet thôi nghe. Còn ở phía ngoài á, gần với cái cửa ra vô, kế bên cạnh là có một cái cửa sổ. Rồi bước ra ngoài là cái dãy hành lang. 2 ngày đầu vô trong này chị Châu không biết gì hết trơn, bởi vì chị quá là đau đớn. Chị chỉ uống thuốc vô rồi nằm ngủ ly bì. Với lại là lúc đó chị phỏng, chị đau người quá, chị cứ nằm xuống là ngủ. Qua 2 ngày sau thì bắt đầu chị Châu mới tỉnh táo trở lại. Buổi sáng là sẽ có một cái người bác sĩ vô thăm khám cho cả 4 người bệnh nhân. Và họ cũng cho thuốc để uống. Hầu như những người bệnh nhân ở trong phòng của chị là có cái mức độ phỏng cỡ nhau. Mà chị là nhẹ nhất rồi đó. Chứ ở kế bên chị là có một cái thằng nhóc kia, nó bị phỏng từ ở dưới mé đít phỏng xuống tới mé chân luôn, mà da của nó còn lột mất tiêu đi từng mảng nữa. Đi theo chăm cho thằng nhóc này là có mẹ của nó. Đây chính là cái người hàng xóm nằm ở kế bên cạnh giường của chị Châu này ha. Tới tầm khoảng buổi trưa, rồi buổi chiều nữa, cũng có bác sĩ thường xuyên vô thăm khám. Mỗi lần vô cũng có những cô y tá đi theo nữa. Mấy cô y tá đó cùng với những người bác sĩ vô là vệ sinh cái vết thương cho chị do cái vết bỏng quá là nặng và ở cái hướng chỗ đó là chị không có tự chăm sóc được. Mà khi đi vô là cái người bác sĩ thấy có vẻ là hơi quạo quạo sao á, tranh thủ làm riết riết rồi đi. Còn cái người y tá mới giữ, cái người y tá ha, cứ làm chấm chấm chấm, thậm chí là ấn mạnh xuống cái chỗ vết thương của chị làm cho chị nhiều lần phải đau điếng lên nữa. Ở cái chỗ bệnh viện này không biết tại sao lại như vậy. Và chị Châu chị cũng nói thêm, do chị đi khám dưới dạng bảo hiểm y tế đó, khám bình thường thôi, chứ không có phải là khám dịch vụ. Chị nghĩ thầm trong bụng, nhiều khi là vậy đó, nên chị không có được đối xử niềm nở giống như là những cái người bệnh nhân bên khu VIP hen. Qua cái ngày thứ hai, chị Châu cũng bắt đầu đi lại rồi. Chị đi ra ở trước để hóng gió, rồi đi vòng vòng. Ở cái phần cổ của chị thì đau điếng, với cái chân thì đi bình thường, chị vẫn đi nhẹ nhẹ để mà hít thở được. Buổi chiều ngày hôm đó, chị Châu ăn uống thuốc xong xuôi hết rồi, chuẩn bị leo lên trên giường nằm để nghỉ ngơi. Bởi vì chị uống thuốc tầm 45 phút sau thôi, thuốc thấm là hai con mắt của chị tự động nó híp dịp lại, buồn ngủ dữ lắm, mở mắt không ra luôn. Chị nằm ngủ tới tầm khoảng 7 giờ, thì khi 7 giờ là cũng còn sớm. Nhưng ở trong phòng đã bắt đầu yên ắng rồi, do yên lặng để cho những cái người bệnh nằm ngủ. Còn mấy cái người nuôi bệnh á, thì thấy trong phòng ngột ngạt quá, người ta cũng đi ra đi vô vậy đó. Trong cái lúc mà ngủ mê man, chị Châu mới nghe tiếng bước chân, ai đó đi từ ngoài vô. Mà cái tiếng bước chân này á, chắc là phụ nữ, bởi vì nghe rõ ràng đây chính là cái tiếng của giày cao gót. Chị Châu nghe cũng không để ý đâu, cứ nghĩ là ai đó vô nuôi bệnh thôi. Nhưng cái tiếng bước chân kia đi kịch kịch kịch,
đi gần lại ngay chỗ cái giường bệnh của chị, thì lúc đó là người đó mới dừng lại. Chị Châu cảm nhận có cái người nào đang đứng ở phía sau lưng mình á, chị Châu mới từ từ trở người lại, thì chị thấy đây chính là một cái cô gái mặc đồ bác sĩ. Tướng của cô này á, cao tầm khoảng 1m6. Người của cô này á, nhìn hơi tròn một chút xíu, nhưng có điều cái mặt của cổ nhìn rất là hiền, chả nhìn cũng dễ thương lắm. Cô này tầm khoảng 32 tuổi, cổ nở một nụ cười với chị Châu. Cổ mới lại, cổ coi tình hình vết thương của chị sao nè, cổ mới khum khum xuống, cổ coi cái vết thương, rồi cổ mới cười, rồi nói chuyện nhẹ nhàng với chị Châu dữ lắm. Thái độ của người bác sĩ này hoàn toàn khác biệt với thái độ của những cái người bác sĩ trước. Chưa có thấy cô bác sĩ nào mà niềm nở dễ thương tới chừng này. Và cái người bác sĩ đó mới dặn chị Châu là nhớ ăn uống làm sao, kiêng kỵ cái gì, rồi uống thuốc cho điều độ nghe. Người ta dặn kỹ dữ lắm. Sau khi mà dặn dò xong á, cái cô bác sĩ đó mới quay lưng đi. Còn chị Châu thì chị cũng cảm ơn lia lịa. Khi mà cái người bác sĩ mới bước ra được phân nửa phòng, là mẹ của thằng nhóc ở kế bên mới đi vô. Và khi đi vô mới hỏi, ủa con chưa ngủ ha, uống thuốc rồi bộ không buồn ngủ hay sao giờ chưa ngủ nữa? Cô đó hỏi chị Châu vậy á, chị mới nói à, dạ hồi nãy con ngủ rồi mà có bác sĩ vô thăm khám cho con nên con mới dậy đó chứ. Cái cô đó cũng nghe vậy mới nói, ủa bác sĩ vô hả, vô hồi nào con, mà sao cô không thấy, cô nãy giờ cô ngồi ở hơn trước ghế hơn trước mà cô đâu thấy ai đâu. Chị Châu chỉ mới nói, người bác sĩ vừa mới đi luôn á cô, mới vừa đi ra đó, khi mà cô đi vô là cái cô đó cũng đi ra đó. Mẹ của con nhóc nhỏ kia mới quay lưng lại, mà như nãy giờ cũng thấy gì trơn á, mà rồi sau đó cái chuyện này cũng cho qua. Chị Châu cũng lên giường nằm ngủ nghỉ tiếp, do hồi này là mệt dữ lắm rồi. Đó là cái ngày đầu tiên mà chị nhìn thấy cái người bác sĩ đó nghe. À mà như kể thiếu, cái chị bác sĩ này á, chị tên là chị Trang. Do khi mà chị vô là ở trên ngực của chị ấy có để cái tên á, chị đó tên là chị Trang. Qua ngày hôm sau, tầm khoảng cái lúc gần 6 giờ mấy chiều, chị uống thuốc rồi đó, mà không biết làm sao, sau nay thuốc nó không thấm. Chị không buồn ngủ, nên sẵn là chị đi ra ở trước đi vòng vòng, cho tiêu cơm, hít thở không khí. Rồi chị ngồi xuống chỗ cái băng ghế ở trước phòng của mình. Chị đang ngồi suy tư thì thình lình không biết là cái người bác sĩ tên Trang kia ngồi kế bên cạnh chị từ hồi nào luôn. Hồi nãy giờ là chị Châu nhìn chằm chằm ra ngoài, nhìn cảnh là nhìn mấy người ta đang chơi đánh banh ở dưới á. Sao cái cô bác sĩ này lại ngồi kế bên chị hồi nào không hay luôn. Chị không có nghe tiếng bước chân, rồi cái tiếng mà ngồi xuống chị nghe gì trơn. Lúc mà chị nghe cô bác sĩ kia lên tiếng, chị mới giật mình. Ủa em uống thuốc chưa? Sao giờ ngồi đây? Chị bác sĩ tên Trang đó hỏi chị Châu vậy đó. Rồi thì hai người cũng nói chuyện qua lại. Khi mà càng nói chuyện á, chị Châu mới để ý, sao mà nói chuyện với bác sĩ tên Trang này á, hai người thấy nói chuyện hợp nhau quá vậy. Rồi còn cái người bác sĩ này á, quá là thân thiện với những người bệnh nhân, khác hẳn với những người khác luôn. Trong lúc mà chị Châu với cái người bác sĩ Trang kia nói chuyện á, thì cái cô mà mẹ của con nhóc á, cổ mới đi từ ngoài vô, cổ đi căng tin lên thấy còn mua một đống đồ nữa. Mà đi ngang qua chị á, thấy mà sao cổ nhìn chị với một ánh mắt lạ lạ, cổ liếc liếc mà cái mặt của cổ nhìn biểu hiện kỳ lắm. Cổ đi vô rồi, một hồi mà nói chuyện xong với người bác sĩ tên Trang kia, chị Châu cũng đi vô phòng. Cái cô đó cũng mới kiều kiều chị mới hỏi, ủa con, hồi nãy con ngồi con nói chuyện với ai vậy? Chị Châu chị mới nói, dạ hồi nãy con ngồi con nói chuyện với cái người bác sĩ, cái bác sĩ tên Trang á. Cái cô kia nghe vậy cũng mới hỏi lại, nói chuyện với bác sĩ hả? Sao cô thấy con ngồi có một mình ên rồi con quay qua con nói chuyện vậy? Phải không? Hay là con ghẹo cô? Chị Châu chỉ mới nói, đâu có, con ghẹo cô làm chi? Hồi nãy con ngồi đó con nói chuyện với người bác sĩ đó mà, ngồi nói chuyện cũng lâu lắm á. Mà cô kia cổ gãi gãi đầu, cô lẩm bẩm trong miệng, ủa phải không ta? Sao nãy thấy nó ngồi có một mình mà trời? Trời ơi đừng có nó gặp ma nghe.
Sau khi nói xong á, cái hội cũng mới quay qua cô nói: "Ê, phải con gặp ma không vậy?" Chị Châu chị mới quạt tay nói: "Trời ơi, đâu có đâu cô, hồi nãy con ngồi con nói chuyện với bác sĩ thiệt mà." Cái cô kia cũng nói: "Cô nói thiệt, hồi nãy á, cô thấy con ngồi con mình à. Ê, mà nhiều khi con gặp ma đó nghe." Chị Châu mới hỏi lại: "Ủa, làm sao vậy cô?" Cái cô này cũng mới kể: "Hồi 2 tuần trước á, cái lúc mà thằng nhóc nhỏ mới vừa vô trong này nè, là ngay cái bữa đó luôn, có một cái vụ bác sĩ treo cổ tự tử." Cái cô đó cổ mới tiếp tục kể: "Cô nghe nói á, cái người bác sĩ đó tự tử vì tình gì á, rồi mấy bữa trước quýnh ghen sao á, cô chỉ nghe lại thôi. Mà hôm bữa nghe, cô đi mua đồ xong cô đi ngang á, cô thấy người ta đứng chụm chụm quá trời. Cô cũng lại cô coi là cái người bác sĩ đó bận ở trên người là cái bộ đồ bác sĩ màu trắng y chang ha, mà treo cổ lủng lẳng ở trên cánh quạt, lại là hai tay hai chân buông thõng xuống, mắt thì trợn, lưỡi thì lè, người cứng ngắc à, thấy ghê lắm con." Rồi cô đó cổ còn nói thêm: "Bữa nay á, là tới cái thất thứ hai của cô đó rồi đó, con coi chừng con gặp ma đó." Rồi khi mà nghe vậy á, chị Châu tự nhiên chị nổi óc cục cục luôn. Mà chị nghĩ không phải đâu, cái người bác sĩ tên Trang kia chị gặp chị nói chuyện 2 ngày rồi, bình thường mà. Người bác sĩ tên Trang kia không có vẻ giống ma mị gì trơn á, nhìn y chang người mình bình thường, thần thái da dẻ, không có gì giống ma cả. Chị nghe câu chuyện của cái cô ở kế bên á, thì chị chỉ lưu lại thôi, chứ chị không có nghĩ nhiều. Và chị không tin người bác sĩ tên Trang kia là ma đâu, nghĩ là nhiều khi á, nói cái cô nào đó thôi, chứ không có liên quan gì tới cái vụ của chị Trang. Và cũng trong vòng cái đêm đó luôn, tầm khoảng 9 giờ mấy, lúc này chị ngủ sâu vô giấc lắm rồi, thì chị cảm thấy ai đó kiểu trên vai của mình vậy nè. Chị Châu mới mở mắt ra, thì chị nhìn thấy chính là cái người bác sĩ tên Trang. "Châu, Châu, em nằm nghiêng người qua chút xíu để chị kiểm tra vết thương cho." Chị Châu dù cũng buồn ngủ vậy lắm, nhưng mà chị nằm nghiêng người trở lại để cho bác sĩ kiểm tra cái vết thương lớn ở trên ngực của chị nè. Chị Châu với người bác sĩ đó mới nói chuyện với nhau. Rồi cái cô kế bên cũng ngủ rồi, cổ mới lờ mờ vậy cô hỏi: "Ủa Châu, con nói chuyện gì với ai vậy Châu?" Cái cô đó cổ lớn tiếng hỏi mà cả phòng muốn giật mình luôn, chị Châu chỉ còn hết hồn nữa. Thì chị Châu chỉ mới nói: "Dạ bác sĩ mới vô khám cho con đó." Chị Châu thì chị cũng thấy lạ là tại sao tối rồi người bác sĩ này lại vô khám cho chị đêm hôm khuya như vậy. Mà chị cũng tự giải thích thôi, chị nói là nhiều khi trong phòng này nè, toàn là những người bị vết thương nặng không à, rồi ta vô kiểm tra đêm như vậy. Có một bệnh nhân là buổi tối khuya, không biết uống thuốc xong sốc thuốc, rồi sốt như thế nào cao dữ lắm, đưa thẳng lên trên bệnh viện ở Sài Gòn luôn. Quay trở lại hồi nãy, cái cô mà ngồi kế bên chị cũng nói: "Đâu, bác sĩ vô nào con?" Chị Châu chị mới nói: "Bác sĩ vừa mới ra luôn á cô, hồi nãy vô khám cho con là chỉ đi ra rồi." Cái cô kia cô hỏi lại: "Là vừa mới ra phải không?" Cô vừa hỏi, cô vừa trợn con mắt lên mà dằn giọng, nhìn cô thấy ghê lắm. Chị Châu gì cũng hơi ngại ngại rồi, chị nói: "Dạ, bác sĩ mới ra đó cô." Cái cô đó cô ngồi bật dậy, cô chạy thẳng ra ngoài cửa phòng, cô mở cửa một cái rét, rồi cô nhìn cái hướng hành lang, sau đó cô chạy vô, cô nói: "Sao con không thấy ai hết trơn vậy con? Phải bữa nay con gặp ma nó không?" Chị Châu chỉ nói: "Đâu có đâu cô, hồi nãy giờ bác sĩ vô khám cho con là đi ra rồi." Ngay trong cái lúc đó thì chị Châu nhìn thấy bóng dáng của người bác sĩ đang đứng ở ngoài cửa. Chị mới chỉ với cô đó: "Kìa cô, bác sĩ đứng ở ngoài cửa kìa cô." Cái cô cũng nhìn theo, mà cổ nhìn theo ra ngoài cửa xong cái cổ mới ngoái mặt vô, mà cái mặt của cổ vẻ hoang mang tột độ, cổ mới nói: "Trời đất ơi, cô có thấy gì đâu con, cô không thấy gì hết trơn á." Nói xong á, cái bà sợ quá, bà vuốt vuốt tay mấy cái vậy nè, như là da gà của bà nổi lên cục cục á. Cái xong cô đó cũng mới nằm xuống, cổ đắp cái mền thiệt là kín, đắp từ ở dưới mà lên kín cái đầu của cổ luôn. Chị nhìn thấy là bác sĩ Trang đứng ở ngoài á, cười xong cái là quay lưng đi thôi. Mà cái này cũng bình thường mà, chứ đâu có ma cỏ gì đâu. Rồi đêm đó là không có hiện tượng gì xảy ra nữa. Qua tới cái ngày hôm sau,
Chị Châu đang ngồi băng ghế đá giống như là ngày hôm qua. Thì thình lình là bác sĩ Trang cũng lại xuất hiện giống vậy đó, một cái cách thần bí. Chị Châu mới đem câu chuyện mà chị biết được kể cho người bác sĩ tên Trang này nghe. Chị nói là: "Ủa chị ơi, em mới nghe là có cái vụ bác sĩ nào treo cổ tự tử gì phải không chị? Mà em nghe nói là tự tử vì tình gì á. Chị biết không?" Chị Châu chỉ hỏi lại vậy đó, mà giống như là hỏi trúng đại rồi. Cái chị Trang bắt đầu bất kể. Chị Trang này mới kể toàn bộ sự việc mà chị kể giống như chị là người trong cuộc á. Chị Trang chỉ kể như vậy nè: "Cái người bác sĩ mà treo cổ tự tử á, tên là chị Hương. Cái chị Hương này á, là cặp chồng của một người bác sĩ. Sau khi mà chị Hương vụng trộm với cái anh bác sĩ đó bị mọi người phát hiện, thì vợ của cái anh bác sĩ đó cũng là bác sĩ làm ở trong bệnh viện này luôn nè. Vợ của anh bác sĩ tức mình quá cũng qua có đánh ghen xong một vụ. Trong cái lúc mà đánh ghen, anh chồng anh cứ chạy lại, anh đứng ra đỡ hết cho cái người bồ nhí của mình. Vợ thì cứ đánh cứ khóc. Mà cái chị vợ, sức của chị đâu có mạnh gì đâu, chị giận dỗi quá chị đánh vậy đó. Sau khi mà cái người bác sĩ là vợ á, đánh xong một hồi, bà đau buồn quá, bà cầm xe bà chạy thẳng ra ngoài. Khi mà vừa chạy ra ở trước bệnh viện nè, là bị xe đụng chết tươi ngay trước bệnh viện luôn." Nghe tới lúc đó là chị Châu chị ớn rồi, chị rất là ngạc nhiên. Xong, cái bác sĩ Trang này mới kể tiếp: "Sau cái vụ đó là những người ở trong bệnh viện á, ai cũng hất hủi cái người bác sĩ tên Hương đó. Rồi viện trưởng ở trên á, mới kêu là thôi giờ chị Hương này với cái người chồng đó nghỉ việc đi. Rồi xong muốn biết suy nghĩ cái gì. Qua 2 ngày sau thì cái chị bác sĩ tên Hương kia đã treo cổ tự tử ở ngay trong chính cái phòng làm việc của chị. Mà cái lúc chị chết á, chị chết tức tưởi hay sao con mắt của chị cứ mở trừng trừng ra vậy đó." Một hồi trong cái lúc kể, chị Trang vô tình là kể ra người bác sĩ vợ á, cái người này tên là chị Trang. Lúc mà nghe vậy chị Châu mới nói: "Trời ơi, cái chị đó trùng tên với chị luôn hả?" Mà bác sĩ Trang á, thì không có trả lời, bà lắc đầu nhẹ nhẹ vậy nè, ý là không phải đó. Chị mới nói: "Ủa, làm sao chị Trang?" Thì bác sĩ Trang lúc đó mới vỗ ngực lên người mình mới nói: "Trang là chị nè." Sau khi mà nói xong á, cái chị mới đứng phắt dậy, chị nói: "Thôi, chị có việc rồi, chị đi nghe." Người bác sĩ Trang kia quay cái đầu lại, thì cái lúc đó bà đi thẳng về phía trước. Chị Châu ở đằng này, đầu óc của bà quay cuồng luôn, bởi vì bà nhìn thấy ở phía sau đầu của chị Trang là máu me ướt nhẹp hết cả cái phần tóc và cái phần áo bác sĩ màu trắng á, máu nó chảy xuống ướt thành từng dòng kéo xuống cái bộ đồ màu trắng của chị. Nhìn cái cảnh tượng nó ghê lắm. Mà chị Trang này á, bây giờ chị Châu để ý kỹ, thấy là chị Trang bà bước đi sải sải sải. Nhưng có điều cái bước chân của bả không có hề chạm ở trên cái nền gạch luôn. Sau khi mà đi gần xuống tới cuối dãy hành lang á, là chị Trang khi bập một cái bả biến mất tiêu. Hồi này chị Châu mới biết là hôm rày mình đã nhìn thấy những hồn ma. Chị ngồi đó đứng hình mất tầm khoảng 10 phút đồng hồ, chị tỉnh táo lại, chị mới đi thiệt là nhanh vô. Rồi chị gặp cái cô mà mẹ của nhóc nhỏ kế bên giường chị á, chị kể lại toàn bộ cái câu chuyện. Chị tin rồi, chị tin á, là hôm rày cô đó cũng nói đúng, chị đã gặp ma. Rồi chị cũng có kể lại cho cái cô đó nghe. Chị nói là không phải chị nhìn thấy vong hồn của cái cô treo cổ đâu, mà cái cô này nè, chính là cái cô mà đánh ghen cái cô treo cổ đó. Chị cũng kể lại những gì chị biết cho cô nghe. Trời ơi, cả hai cô cháu nghe sợ. Mà cái thằng nhóc nhỏ con của cổ nghe nó không hiểu gì hết trơn, nó không có sợ. Tầm khoảng 1 giờ mấy chiều ngày hôm đó, chị uống thuốc xong là chị nằm ngủ trưa. Thì có vài người bạn ở trong cùng công ty mới đi vô thăm chị Châu. Cái lúc mà vô là chị Châu còn ngủ. Vô rồi á thì mấy người bạn nó mới kêu: "Châu ơi, dậy Châu, tụi tao tới thăm mày nè." Rồi chị cũng đón tiếp những người bạn của mình, mấy bạn cũng tới mang quà cáp. Cái một hồi á, mấy người bạn của chị mới nói: "Ê mày, bác sĩ á, trong này á, niềm nở nhiệt tình dữ vậy hen." Chị mới hỏi lại: "Là sao? Sao mày biết vậy mà mày nói?" Bạn của chị mới nói: "Thì hồi nãy á, cái lúc mà tụi tao vô là trước khi tụi tao vô thấy bác sĩ đang đứng thăm khám cho mày, mà thấy đứng đó cũng lâu lắm. Nên tụi tao cũng ngồi ngoài đợi,
Rồi đợi một hồi luôn á thì cái người bác sĩ đó mới đi ra. Bà thấy bà vui vẻ, bà cười, bà niềm nở lắm. Chứ mà bình thường tôi đi bệnh viện khác á, đâu có thấy bác sĩ nào mà nhiệt tình cỡ này đâu. Bộ mày khám dịch vụ hay gì vậy? Chị Châu chị mới nói, trời ơi tiện đâu tao khám dịch vụ mày, tao khám bảo hiểm bình thường hả? Mà tụi bay thấy hồi nào? Mấy chị mới nói là thì hồi độ tầm khoảng 15-20 phút trước nè, tụi tao ngồi ăn trước á, đợi bác sĩ khám cho mày. Chị Châu chỉ nói, ủa khám cho tao hả? Nãy giờ tao ngủ mà tao có biết gì đâu mà khám cho tao ta. Chị Châu hỏi lại thì mấy chị kia lại diễn tả lại là ngay đúng cái ngoại hình của chị Trang luôn. Trời ơi, cái người bác sĩ trên Trang kia đã đi vô rồi chăm sóc cho chị nữa rồi. Không biết làm sao cái người bác sĩ tên Trang kia lại nhiệt tình với chị dữ như vậy. Trong khi là những người khác xong đi khám đi, đã là ma rồi mà còn chăm sóc cho chị nữa. Một phần thì chị cũng biết ơn, nhưng mà 10 phần thì chị Châu chỉ sợ ma dữ lắm. Đón tiếp mấy người bạn xong một lúc thì bạn của chị cũng về hết. Còn lại ở trong chỗ bệnh viện này cũng có thui thủi mình ơn chị nằm ở đó. Tới tầm khoảng 6 giờ mấy, chị thấy nóng nực quá cũng lại ra ngồi ở trước băng ghế đá. Trong cái lúc ngồi, chị thấy hình bóng của chị Trang là đang đi từ cái hướng cuối dãy hành lang, vừa đi lên mà vừa nở một nụ cười với chị. Cái lúc này chị Châu biết là mình đã gặp ma rồi, chị sợ dữ lắm chứ. Chị lật đật chạy thiệt lẹ, chạy lên ở trên giường của chị. Tại vì hồi nãy là trong phòng có người, chị nghĩ vô trong chỗ này rồi là hồn ma của bác sĩ Trang kia không theo chị được đâu. Sau một lúc chị ngồi, chị thở ra cho nó khỏe bình tĩnh lại. Tới khi mà chị ổn rồi, chị nghĩ là thôi bây giờ đi xin cho xuất viện sớm đi. Chị về nhà chị nằm rồi tự chăm sóc vết thương. Chứ ở đây bị hồn ma của chị Trang kia theo sợ quá. Chị Châu nghĩ là làm, chị đi qua ở bên cái phòng người bác sĩ á. Khi mà đứng ở trước phòng á, chị Châu nhìn thấy là người bác sĩ đang ở trong á, cúi mặt xuống cắm cúi viết cái gì đó, người ta đang làm việc. Chị đứng ở trước chị gõ cửa, mà chị gõ cửa mấy lần, người bác sĩ ở trong không có nghe, cứ thấy cắm cái mặt xuống dưới bàn rồi làm việc vậy đó. Chị đi vô, chị mới lên tiếng. Dạ bác sĩ ơi. Khi mà chị lên tiếng rồi, cái người bác sĩ kia mới nói, ờ, em nói đi. Chị Châu nói tiếp, dạ chị ơi, chị cho em xin xuất viện về nhà sớm được không? Cái người bác sĩ kia vẫn hồi nãy giờ không có hề ngước mặt lên nghe, vẫn cứ cắm cúi viết vậy đó. Cái chị kia mới hỏi, sao mà em muốn xuất viện? Chị Châu chị cũng ngại lắm, không lẽ nói là giờ mình gặp ma thì mình muốn xuất viện kỳ quá. Chị mới líu ríu nói, dạ thì em thấy em cũng đỡ rồi, thôi chị cho em xuất viện sớm đi. Ngay cái lúc đó người bác sĩ kia mới ngửa mặt từ từ lên. Hồi nãy tới giờ là cái mặt cúi xuống, mặt còn là song song với mặt bàn luôn, chị đâu có thấy mặt mũi gì đâu. Giờ ngước cái đầu lên, chị Châu mới thấy rõ ràng đây chính là diện mạo của chị Trang. Chị Trang ngồi đó khuôn mặt bình thường, không có máu me gì hết nghe. Chị Trang bà mới nói, cái vết thương còn nặng dữ lắm, em ở lại đây đi. Khi mà nhìn thấy khuôn mặt của bác sĩ Trang, chị Châu chỉ sợ quá, chị hước lên mấy cái ngã ra xỉu một cái rần luôn. Tới khi mà chị tỉnh dậy, chị thấy là mình đã nằm ở trên cái giường bệnh của mình rồi. Rồi người bác sĩ cũng đứng kế bên mới hỏi, ủa em, hồi nãy em qua bên phòng chị làm gì vậy mà em xỉu ở trước phòng của chị? Chị Châu bà sợ quá, bà cũng không có dám giải thích, không có dám nói gì thêm nữa. Chị bấu chiếu lấy cái người của bác sĩ, chị nói, chị ơi, chị cho em xuất viện sớm đi chị ơi, cho em xuất viện liền đi. Bà người bác sĩ tất nhiên không có chịu, nói là vết thương của chị còn nặng lắm, phải ở lại đây nằm thêm một thời gian. Chứ giờ mà về nhà không có chăm sóc kỹ là cái này nó hoại tử từ từ, nó ăn vô trong tới cái phần thịt ở trong của chị luôn á, tới đó là không có cứu được đâu. Chị Châu sợ lắm, cuối cùng cũng đành phải nằm ở lại bệnh viện này thôi. Và chị nghĩ tới cái cảnh hồi nãy, chị sợ khủng khiếp. Có điều hình như hôm rại là cái người bác sĩ tên Trang này chưa một lần nào hại chị Châu dĩ trơn á, chỉ tới thăm khám rồi chăm sóc cho chị, rồi nói chuyện với chị vậy thôi. Xong hen, tới tối cái đêm này, tầm khoảng lúc 12 giờ đêm á, đang nằm ngủ, chị thấy cơ thể của mình á, như bị đóng băng. Người của chị Châu không có nhúc nhích, không cử ngoại gì được hết trơn á. Tay chân là cứng hừ rồi,
như ai đó đè lên trên người của chị. Mà hồi đó chị mở mắt được, hai cái con mắt của chị Châu mở ra từ từ, chị nhìn thấy có nguyên một cái bóng đen đang treo lồng thòng, mà ở trên người cái bóng đen này hình như được mắc phải một cái sợi dây thừng nữa. Chị hốt hồn, chị mở trố mắt ra nhìn kỹ, cái bóng đen mới hiện dần dần, thì chị thấy đây là một cái người cũng là bác sĩ luôn nè, mà là một cô gái. Tóc của cô gái đó ngắn qua vai một chút xíu, tướng tá rất là xinh đẹp. Nhưng có điều cái da mặt này trắng chạch, và cái màu nó còn hơi xanh xanh nữa, gân nổi lên đầy trên khuôn mặt à. Máu thì chảy ra hai hàng dài ở ngay chỗ khóe mắt, rồi miệng còn sùi cái bọt gì nữa, nhìn kinh dị dữ lắm. Cái lưỡi của con ma liếm tới đâu là chị Châu cảm thấy đau rát tới đó. Một hồi sau, hai cái bàn tay kia buông thõng nó dài từ từ, dài xuống và bóp chặt lấy cổ của chị Châu. Hồi nãy chị Châu bà cố gắng bà dùng giấy chống cự, còn ở trên cái khuôn mặt của cái người bác sĩ kia đó, sao mà nhìn kinh dị quá, mà cái mặt nó cứ nhau lại, nhìn có vẻ rất là giận dữ. Chị thì đâu có làm gì người bác sĩ kia đâu, mà tại sao họ lại thù hằn chị tới mức như vậy? Ngay khi mà chị tưởng chị chết rồi, chợt lúc đó chị Châu thấy người bác sĩ Trang đứng ở kế bên cạnh và mới nhào lại xô cái bóng đen của cái người bác sĩ kia ra. Cái lúc mà chị Trang xô cái người bác sĩ kia ra thì chị Châu mới thở phào nhẹ nhõm, mà chị thấy giờ là hai cái bóng kia đang đánh nhau. Cái bóng của bác sĩ chị Trang với lại là cái bóng đen, hai người nhào vô đánh qua đánh lại. Một hồi sau, chị Trang dung tay một cái là cái người bác sĩ kia văng vô trong mé tường. Cái bóng đen của bà mới lùi từ từ và biến mất ở trong cái mé tường luôn. Chị Trang thì bà đứng đó, bà nhìn chị xong một cái, chị Trang cũng mờ dần rồi biến mất. Chị Châu hoang mang tột độ, không biết là cái chuyện gì vừa mới xảy ra với mình vậy trời. Rồi sao hai cái bà bác sĩ này đánh nhau? Tức là hồi nãy á, người bác sĩ treo cổ kia là muốn bóp cổ giết chết chị Châu, chứ còn bác sĩ Trang á, là nhào lại là cứu chị Châu đó. Hai cái người này là sao ta? Chị Châu nằm ngủ đâu có được đâu, chị nằm nó tràn trọc suy nghĩ. Một hồi chị sâu chuỗi lại tất cả sự việc, thì chị Châu mới hiểu. Cái vong hồn mà treo cổ kia có thể là cái người bác sĩ tên Hương. Cái người này chính là cái người bồ nhí. Còn bác sĩ Trang á, chính là vợ lớn. Rồi hai người đánh lộn qua lại với nhau. Một người thì chết ở trước cửa bệnh viện, còn một người thì treo cổ chết trong bệnh viện này. Nên cả hai hồn ma đều hiện tại ở tại cái bệnh viện là như vậy. Trong cái lúc mà chị đang suy nghĩ cái vết thương ở trên người của chị nè, chị thấy sao có cái gì đó nó ướt ướt mà nó nhớt nhớt. Hồi nãy nhớ rõ ràng là vết thương đã được vệ sinh sạch sẽ rồi mà, xong giờ nó ướt ướt, nó nhớt nhớt, vậy là sao? Chị cũng lồm còm bò dậy, chị vệ sinh lại cái phần vết thương đó cho nó nhầy nhụa giống như nước miếng vậy đó. Qua ngày hôm sau, tầm khoảng cái lúc 2 giờ mấy chiều, chị Châu đang ngồi trên giường á, vô tình chị nhìn ra cái hướng cửa sổ. Chỉ là vô tình thôi, thì chị thấy nguyên cái khuôn mặt quỷ dị, mà cái khuôn mặt này á, là cái khuôn mặt của bác sĩ Hương. Tóc tai thì ngăn ngắn, nhưng có điều nó bù xù và rối bời. Hai cái con mắt chuyển qua cái màu á, nó hơi đục đục ở lớp ngoài. Máu thì chảy, da dẻ xanh lè, xanh lét. Đứng ở đó mà trợn trừng trừng con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chị Châu. Chị Châu chỉ sợ lắm. Chị Châu còn thấy người bác sĩ tên Hương kia đưa cái bàn tay ra rồi chạm lên trên cái nền kiến. Chị thấy rõ ràng chị rất là sợ. Chị Châu mới ngồi run lẩy bẩy rồi, chỉ biết trố con mắt mà nhìn thôi. Chợt ngay lúc đó, chị nhìn kỹ lại là chị thấy có một cái đôi bàn tay từ phía sau lưng của người bác sĩ Hương đó, mới đưa lên, lòn vô tóc rồi nắm gỉ ra phía sau nè. Cả tướng người của bác sĩ Hương nó bị kéo lùi lại phía sau, cái đầu nó bật ngửa lại luôn. Nhưng mà cái lúc đó chị Châu mới thấy là đứng ở phía sau chính là chị Trang. Chị Trang nắm cái đầu mà gỉ mạnh về phía sau đó. Lúc đó chị hết hồn. Sau khi chị nhìn kỹ lại thì không thấy gì nữa hết. Nhưng mà cũng trong cái ngày hôm đó luôn, có thỉnh thoảng chị vô tình nhìn qua cửa sổ là chị thấy có một cái bóng trắng cứ chạy xẹt ngang hoài. Tới khi chị ra kiểm tra thì tất nhiên là không có nhìn thấy gì hết trơn á. Cho tới tối ngày hôm đó, tầm khoảng 9 giờ mấy là cả phòng của chị đi ngủ sẽ đóng cái cửa lại.
Đêm á, chị nghe ai đó gõ cửa cốc cốc ở ngoài. Chị liếc con mắt ra thì chị nhìn thấy là ở phía sau cái cửa, ở phần trên của cửa thì có một cái lớp kính. Chị thấy có một cái bóng đen đứng ở ngoài gõ cửa. Mà chị Châu trong này không có dám trả lời đâu. Chị nghĩ là ai đó ngoài vậy, nếu mà người trong này sẽ tự động mở cửa rồi đi ra vô luôn chứ cần gì phải gõ. Tim của chị Châu đập nhanh dữ lắm. Cái một hồi chị Châu nghe gõ nữa, gõ cốc cốc nữa. Tim của chị Châu nó muốn rớt ra ngoài. Chợt chị Châu mới thấy hình bóng của chị Trang đang đứng ở dưới chân giường á. Cái người bác sĩ Trang kia đứng đưa cái tay lên miệng làm cái dấu hiệu kêu chị Châu im lặng. Chị Châu cũng đứng hình rồi. Hôm rải nhiều lần người bác sĩ tên Trang kia đã ra tay cứu chị Châu, nên giờ chị dù sợ ma nhưng mà chị Châu không có sợ chị Trang đó nữa. Ở ngoài cái tiếng gõ kêu thêm một chút xíu nữa là im bặt. Chị Châu không có còn nhìn thấy vong hồn của bác sĩ Trang nữa. Chị Châu mới nhìn ra phía cửa. Chợt chị hết hồn. Bởi vì ngay chỗ cửa sổ á, chính là cái khuôn mặt kinh dị và đầy máu me của bác sĩ Hương. Chị thấy chị run sợ dữ lắm. Một hồi chị nghe một cái kịch. Nhìn lại là không có còn nhìn thấy gì nữa hết. Qua mấy ngày sau, ở trong phòng của chị có một người ra thì cũng có một bệnh nhân nữa vô. Bệnh nhân mới này là một cái thằng nhóc nhỏ. Không biết nó chơi như thế nào mà bị phỏng một cái bên tai. Mà nhỏ này nó vô tư dữ lắm, vô nó còn nói cười. Trong vòng buổi tối đầu tiên ở lại đây thôi thì thằng nhóc nhỏ này nó nói là nó nhìn thấy cái cô nào lạ lắm. Mẹ của nó mới hỏi lạ là làm sao. Đứa nhỏ nó nói là có một người bác sĩ mới đầu là đứng ở dưới chân giường của nó thì nó thấy là nó ngồi ngoan rồi, nó nghĩ bác sĩ sẽ lại chích hay là khám gì cho nó. Nhưng mà cái người bác sĩ đó cái lưỡi thì lè ra, con mắt đỏ chót à. Đứa nhỏ nói vậy đó. Rồi nó diễn tả thêm cái cảnh này nè mới đáng sợ. Đứa nhỏ nó diễn tả người bác sĩ là bò vòng vòng ở trên cái mé tường, rồi bò lên trên cái trần nhà. Cái tướng bò mà nó diễn tả y chang con thằn lằn á. Cái lưỡi còn thè dài ra lắc quắc giống như cái lưỡi rắn nữa. Nó diễn tả mà nó nói rành mạch lắm. Đứa nhỏ nó còn kể thêm là cái cô đó cổ biết bay giống như là ở trên tivi nó hay coi vậy đó. Trời ơi, nó diễn tả lại thì những người trong phòng ai nghe cũng sởn ốc hết trơn. Mẹ của nó rầy nói là thôi con đừng có nói tầm bậy. Mà đứa nhỏ nó tức lắm, rõ ràng nó thấy mà, nó mới khẳng định lại. Đâu có, con đâu có nói bậy đâu, con nói thiệt mà mẹ. Mẹ của đứa nhỏ không để cho nó im thì thôi cũng không có nói nữa. Mà những người trong phòng ai nghe nó nói là cũng hơi rén rén rồi đó. Nhất là chị Châu. Do chị Châu đã nhìn thấy vong hồn của bác sĩ Hương kia, rồi nghe nó diễn tả lại vậy là biết nó đang diễn tả vong hồn của bác sĩ Hương đó. Cho tới khuya ngày hôm đó, chị Châu đang nằm ngủ thì chị nghe cái âm thanh ớ ớ ớ gì á, chị ngủ không được. Chị giật mình quay qua là thấy cái đứa nhỏ kia, cái đầu của nó thì đang cựa quậy, tay chân đang múa máy. Mà mẹ của đứa nhỏ đang nằm ngủ ở kế bên luôn, mà mẹ của đứa nhỏ không có hay biết gì trơn. Chị nhìn đứa nhỏ tầm khoảng mấy giây, chị thấy có một cái bóng trắng mới rõ lên dần dần. Thì ra đây chính là vong hồn của bác sĩ Hương. Bây giờ bác sĩ Hương nó đang ngồi ở trên mình của đứa nhỏ, và cái tay á, thì đang nắm lấy đầu, còn cái lưỡi thì đang vòng qua cần cổ của đứa nhỏ và siết chặt, nên nó mới bị thở không được vậy đó. Khi mà chị nhìn thấy vong hồn của bác sĩ Hương á, hình như bà cũng cảm nhận được là chị đang nhìn bà. Cái vong hồn của bác sĩ Hương đó mới quay cái đầu qua nhìn chị với cái ánh mắt bén ngót đó. Chị Châu chỉ sợ quá, cả người của chị cứng đờ luôn. Dù chị rất là muốn cứu đứa nhỏ nhưng mà hồi đó chị không có nhúc nhích mình mấy gì được hết. Chị Châu khấn thầm ở trong lòng, nếu mà bác sĩ Trang kia có linh thiêng á, thì bác sĩ Trang giờ xuất hiện đi để mà cứu đứa nhỏ. Chị Châu vừa mới cầu khấn xong thì chị nhìn thấy vong hồn của bác sĩ Trang á, đã xuất hiện nhào tới và đẩy cái người bác sĩ Hương kia, đẩy bác sĩ Hương văng vô trong mé tường. Rồi hai người lại tiếp tục đánh với nhau mà hai cái bóng bay vòng 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 ở trong phòng, nhìn cái cảnh nó lạ lùng dữ lắm. Một hồi không có còn nhìn thấy và nghe thấy động tĩnh gì nữa hết là đứa nhỏ kia từ từ nó mới tỉnh dậy. Nó dậy nó thở kẹt kẹt kẹt. Do hồi sớm giờ nó thở không có được đó. Nhìn cái mặt đứa nhỏ nó đỏ chót hà, nhìn tội nghiệp dữ lắm. Tới cái lúc đó thì mẹ của đứa nhỏ mới giật mình tỉnh dậy. Đứa nhỏ nó khóc không.
Khi mà nó khóc nó la lên giữa đêm á, cả phòng cũng đành phải thức dậy. Nó nói là cái cô bác sĩ lưỡi dài mà mắt đỏ á, muốn bắt nó đi đâu đó rồi còn nhận nước nó nữa. Nó thấy cái cảnh trong giấc mơ sợ quá. Mà khi đứa nhỏ nó kể ra, mẹ của nó với những người mà không tin cứ nghĩ là đứa nhỏ nằm mơ bình thường thôi chứ không có gì hết trơn. Xong hen, qua cái ngày hôm sau, tầm khoảng 6 giờ mấy, cái lúc này là chị Châu cũng đang ngồi trước băng ghế đá, chị ngồi như mọi khi vậy đó, coi mấy người dưới người ta chơi đánh banh, đá banh đồ. Chợt cái lúc đó, chị Châu mới nghe một tiếng hét chói tai. Chị nhìn lại ở ngay chỗ cái hướng cuối hành lang á, là có cái hình bóng của người bác sĩ tên Hương kia. Máu me đầy người hết trơn, hai con mắt đỏ ngầu mà đang lướt thiệt là lẹ từ ở cuối hành lang lướt lại cái hướng của chị. Cái hành lang là nó dài cũng cả 100 mét á, mà cái bóng của bà lướt lẹ dữ lắm. Sau khi mà lướt một cái chèo tới là bà đã đứng ở trước mặt chị Châu, bóp chặt lấy cổ của chị. Mà cái răng của bà còn nghiến nghe sạo 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 nữa. Máu tự trong miệng của bà rỉ ra. Chị thấy cảnh nó vừa sợ mà cái cổ thì thở không có được. Và lần này người bác sĩ Trang kia đã một lần nữa cứu chị Châu. Bác sĩ Trang không biết ở đâu thình lình xuất hiện, rồi đẩy cái người của bác sĩ Hương đó ra. Rồi sau khi mà đẩy xong, bác sĩ Hương liếc mắt nhìn bác sĩ Trang rồi nhìn chị Châu một cái. Sau đó bà biến mất tiêu. Bác sĩ Trang cũng đứng ở đó quay qua nhìn chị Châu rồi lập tức là biến mất luôn. Chị Châu bà sợ hãi lắm, rồi bà sợ quá cũng đi thẳng vô trong phòng nằm luôn. Hôm rày mà nằm viện á, sức khỏe của chị Châu cũng đỡ nhiều dữ lắm rồi, nhưng mà chưa biết là ngày nào sẽ ra viện. Tới tối ngày hôm đó đang nằm ngủ thì chị thấy là ở phía chân của mình nó hơi lạnh lạnh. Chị lim dim mở con mắt ra. Chị thấy là bác sĩ Trang đang đứng ở đó, mà ngoại hình bình thường không hề ma mị gì hết. Bác sĩ Trang mới nói với chị, nay sắp khỏe rồi hen, chắc là sắp tạm biệt rồi đó. Sau khi mà nói xong, bác sĩ Trang mới quay lưng đi rồi đi xuyên qua chỗ cánh cửa là biến mất tiêu luôn. Đó là lần mà chị nhìn thấy. Qua ngày hôm sau, chị nhận được thông tin là chị chuẩn bị được xuất viện rồi, qua một bữa nữa thì chị sẽ đi. Và trong vòng cái đêm cuối mà ở lại trong bệnh viện, chị không có hề gặp bất cứ một hiện tượng gì hết. Chỉ có điều là đêm đó chị thấy là hơi chập chờn và cảm thấy khó ngủ thôi. Chứ cả hồn ma của bác sĩ Hương và hồn ma của bác sĩ Trang là chị Châu không hề thấy ai hết. Chỉ có đứa nhỏ bên kia là nó ngủ nó hay bị mớ thôi hen. Qua bữa hôm sau chị cũng dọn đồ đạc xong là được xuất viện rồi đó. Sau này có vô bệnh viện nhưng mà không một lần nào chị nhìn thấy những cái hồn ma kia nữa. Chắc là chị đi vào cái lúc mà đang đông đúc người nên chị không có gặp. Đây là toàn bộ câu chuyện mà chị Châu đã gặp và kể lại cho Như. Cái sự việc mà chị nằm ở bệnh viện không bao giờ chị quên luôn. Và sẵn đây Như cũng chia sẻ với quý vị một câu chuyện nhỏ nhỏ hen. Sự việc này xảy ra lâu lắm rồi mà Như không biết sao cái ký ức đó nó còn in trong đầu của Như rõ lắm. Là cái năm đó Như 5 tuổi, Như nhà phụ mẹ nấu cơm xong cái Như bị té, là Như té cái người của Như rớt vô trong cái nồi cơm á, bị phỏng, cả nhà Như cũng đưa vô trong bệnh viện. Lần đó là nằm ở bệnh viện tới 1 tháng rưỡi lận do bị phỏng nặng. Trong cái khoảng thời gian mà Như nằm ở bệnh viện á, Như có quen một cái thằng nhóc này. Cái thằng nhóc đó là nó lớn hơn Như 1 tuổi. Nó nói là nó nằm ở cái phòng bệnh kế bên, ngày nào nó cũng ra nó chơi với Như hết trơn á. Nhưng mà có điều á, khi mà mẹ Như thấy Như nhiều khi là chơi nói chuyện với cái thằng nhóc đó, mẹ Như cũng chạy ra hỏi là con chơi với ai vậy, con nói chuyện với ai vậy. Thì Như quay qua quay lại là cái thằng nhóc nó mất tiêu luôn. Trong vòng 1 tháng rưỡi mà ở trong bệnh viện á, có cái tuần đầu là Như đau quá không có ra ngoài được. Nhưng mà qua những lần sau á, là Như đi ra ngoài được rồi. Là Như chơi với thằng nhóc nhỏ kia không? Vậy mà mỗi lần Như nói lại là mẹ Như nói đâu có con nhóc nào đâu. Thấy con chơi có mình rồi ngồi nói chuyện mình à. Trời ơi quý vị ơi, không lẽ là từ cái năm 5 tuổi Như đã gặp ma hay gì quý vị? Như nói với mẹ của Như là thằng nhóc nó ở bên cái giường đó. Mẹ Như cũng đi qua bển kiểm tra luôn. Mà mẹ Như nói là bên đó toàn người già không à, chứ có thằng nhóc nào bên bển đâu. Khi mà chị Châu gửi câu chuyện này cho Như, cái tự nhiên Như nhớ lại cái ký ức đó, nó hằn sâu ở trong cái đầu Như luôn. Như còn nhớ rõ ngoại hình của nó nữa quý vị. Cái thằng nhóc đó là nó mặc một cái quần jean dài qua khỏi cái đùi gối, còn ở trên là mặc một cái áo siêu nhân.
Thằng nhóc nó cái đầu của nó cắt ngắn ngủn mà, tóc chỉ lú ra con khúc mà. Như nhớ rõ ràng mặt mũi của nó luôn. Chết rồi quý vị ơi, không lẽ ở đó Như gặp ma quý vị? Cái này quý vị nghĩ sao quý vị? Giúp chị Như trả lời câu hỏi này với nghe. Tới tận bây giờ mười mấy năm rồi đó mà Như vẫn còn rất là băn khoăn. Đây là câu chuyện cá nhân của riêng Như, Như chia sẻ với quý vị vậy ha. Thôi bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là Như được anh Nam gửi lại cho Như, kể về cái sự việc này xảy ra với cái ông đó tên là ông Năm. Ông Năm này á, cái tính của ổng rất là ghiền rượu. Buổi tối mà không có làm gì hen, hay là có kẹo là ổng sẽ xách xe đạp đi nhậu liền. Buổi tối ngày hôm đó cũng vậy, sau khi mà ổng đi nhậu về tầm khoảng 8 giờ mấy, ổng mới quẹo vô cái hẻm nhà của ổng. Ở ngoài đường á, là cái đường lớn tầm khoảng 4 mét, rồi sau đó có một con hẻm nhỏ. Cái con hẻm này á, là bề ngang chỉ có nửa mét thôi, đủ cho xe mình chạy. Nhưng mà mỗi lần là chạy 1 chiếc thôi đó nghe, chứ mà có 2 chiếc hay là 2 chiếc đối đầu nhau á, là một chiếc phải dừng lại tấp vô trong mé lề thì mới đi được. Ở giữa giữa con đường này á, là ở cái khu đó nó có mấy ngôi mộ. Có tổng cộng là 4 ngôi mộ ở mé bên trái của cái con hẻm này. Và những cái ngôi mộ này á, ở đây người dân không biết là ai hết, bởi vì cái khu đất xung quanh ngôi mộ này á, là giờ cây cỏ nó mọc lên tùm. Nghe nói là chủ đất đã bỏ đi Sài Gòn lâu rồi không có về. Thì đất đai người ta có chủ mà vẫn cứ để đó thôi. Hàng năm mới thấy có người về rồi tảo mộ mới dọn sạch sẽ. 4 cái ngôi mộ nằm ở cách với cái chỗ con đường nhỏ này nè, là cách vô tầm khoảng mười mấy mét mới tới lận, chứ không phải là sát với con đường luôn. Ngày hôm đó hen, ông Năm sau khi mà ông đi nhậu nhẹt say xỉn, ông thấy con đường nhỏ vậy đó mà ông nhìn ra thành 2 con đường rồi cũng xỉn lắm. Nhưng có điều, khi mà ông Năm ông đi gần lên ấy, ông thấy có một cô gái. Cái cô gái này mang giày cao gót màu đỏ, tướng của cổ rất là cao, và cổ mặc ở trên người là một cái bộ váy. Cái váy nó ngắn qua mông một chút xíu thôi, mà ở dưới là cái dạng chân váy xòe đó. Lúc mà ông Năm nhìn thấy là thấy từ phía sau lưng là thấy dáng của cô này xinh đẹp quá. Cái ông Năm ông chạy qua rồi, ông chạy xe đạp te te qua rồi đó. Nhưng một hồi ổng mới tua lại. Ổng có ý định xấu trong đầu của ổng. Ổng mới tua lại. Cái lúc mà ổng đi ngược lại là giờ ổng thấy ở phía trước. Hồi nãy là giờ thấy cái dáng lưng thôi. Bây giờ nhìn ở phía trước, mặt mũi của cô này được đánh phấn trang điểm rất là đậm. Mà nhìn chung thì cổ đẹp gái, nhìn cái kiểu ăn mặc phong trần dữ lắm. Ông Nam ổng mới đi xuống bắt chuyện, hỏi là em ơi, em tên gì, em ở đâu? Câu hỏi quen thuộc của mấy ông chọc gái luôn, hỏi y chang nhiêu đó đó. Khi mà ổng hỏi, cái cô gái kia tỏ vẻ khó chịu, muốn đuổi ông đi. Mà ổng cứ sỉnh rồi, ổng có máu dê trong mình nữa, ổng cứ sắn sắn tới. Cái một hồi á, trong cái lúc mà cô này á, đang đuổi ổng, rồi quay lưng đi, ổng mới đưa tay ổng tát vô mông cô đó một cái bóp. Cô đó mới quay lại liền. Thì khi cụ quay lại, cụ đứng cụ nhìn ổng cười, mà cái nụ cười này nó lạ lùng dữ lắm. Lần đầu tiên trong đời mới thấy một cô gái bị dê mà cười cái nụ cười nó nham nhở lắm. Cái ông này ông nghĩ là cô này khoái rồi, cái ông mới sắn tới định làm tới nữa. Mà hồi đó cái ông này ông thấy là da dẻ của cô từ nãy là đẹp gái bốc lửa ha, bây giờ da nó nhăn nhúm từ 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 từ. Và tóc của cổ hồi nãy là suông dài đẹp, bây giờ cái bộ tóc nó xù lên mà rối nụ như cái ổ quạ. Khuôn mặt của cổ mới có những cái nếp nhăn. Và ở ngay chỗ cái khóe mắt nè, như cái dấu chân chim á, giống như mấy người mà lớn tuổi á, có những cái dấu chân chim chằng chịt luôn. Da dẻ thì nó nhúm lại. Cái miệng của cô đó thậm chí bây giờ nó còn móm lại nữa, do răng ở trong nó rụng hết rồi. Người của cổ bắt đầu là tôm lại, chuyển thành diện mạo của một bà già. Chuyển thành diện mạo của một bà già. Nhưng có điều là cái ngoại hình vẫn là cô này, vẫn bận cái bộ váy đó. Cổ mới nói, mày thấy tao đẹp không? Mày muốn dê tao hả? Nè, dê tao đi. Giờ không biết là kêu bằng cô, bằng bà hay là kêu bằng con quỷ nữa. Thì cái cô đó, cô cứ sắn sắn tới, cứ đưa người tới cái hướng của ông Năm. Thì ông Năm bây giờ là ông nhìn ra rồi, cái diện mạo này không phải là người đâu, là ma là quỷ đó, chứ ai mà trong chốc lát mà già nhanh được như vậy. Ông mới sợ quá, ông tuôn ông chạy. Ông vừa quay qua, ông dấp cái gì đó té xuống. Cái ông cảm nhận được là cái cô đó đang bấu chặt lấy cái cổ chân của ổng, siết cái cổ chân đau lắm.
Ông dùng dằn, ông khóc, ông muốn lết đi rồi mà ông không cách nào ông bò đi được hết. Ông cứ cái cô đó hen, cổ nắm hai cái chân của ông Năm này hen, lôi đi sình sệt sình sệt sình sệt. Sau đó ông Năm ông sợ quá ông xỉu luôn. Tới khi mà sáng ông tỉnh dậy á, ông tưởng là ông chết luôn rồi đó, nhưng mà ông vẫn còn sống. Những người dân thấy ổng là cắm đầu xuống con rạch ở gần với chỗ hướng của một cái ngôi mộ. Cái đầu thì cắm xuống con rạch rồi, mà hên là con rạch không có nước, chứ mà có nước là ổng cũng ngẫm. Còn ở trong miệng của ổng á, nhét là sình bùng không, rồi người của ổng dơ hèm hà. Và cái lúc mà tìm thấy những người dân thấy cảnh hơi dơ là ổng đã tiểu và ổng đã ị ở trong quần luôn. Cho ngày hôm qua khi mà ổng thấy cảnh ổng sợ quá. Mà tất cả là cũng tại cái ông Năm này, do ông có máu dê chi, đã thấy gái đẹp rồi tính lại tính dê tính sàm sỡ người ta, nên gặp ma gặp quỷ vậy là đúng rồi hen. Sau khi mà ông kể lại toàn bộ cái sự việc, những người dân còn chửi cho ông một chặp nữa, nó là đáng đời ông, ai mượn ông có cái máu dê để làm gì, rồi bỏ cái tật đi nhậu luôn đi. Người ta cười và chửi ông dữ lắm. Và đây là toàn bộ cái câu chuyện ngắn mà anh Nam đã gửi lại cho Như hen. Câu chuyện này cũng đã khép lại trong cái tập truyện ngày hôm nay luôn. Như cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe. Nếu quý vị yêu thương Như, nhớ để lại cho Như một nút like, bấm nút đăng ký và chia sẻ video này đến những người thân và bạn bè của mình. Như cảm ơn quý vị rất rất là nhiều. Và Như mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối nghe chuyện thiệt là vui vẻ và thư giãn cùng những người thân trong gia đình của mình. Bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở tập sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye quý vị. Bye bye.